thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, sau một tuần cai ECMO, sức khỏe bệnh nhân số 91, phi công người Anh đã tốt lên từng ngày, nhiễm trùng ở phổi đã âm tính. Hiện bệnh nhân đang trong tình trạng tỉnh táo, có thể nhớ được mật khẩu và sử dụng được điện thoại iPad của mình. Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong 2 ngày qua, bệnh nhân 91, phi công người Anh đã được tập bỏ máy thở ngắt quãng và thời gian bỏ máy thở đang tăng dần. Bệnh nhân không còn sốt. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân hiện tại có thể nhớ cả mật khẩu của điện thoại và iPad của mình. Vận động hai chi trên dần hồi phục về mức bình thường, có thể cầm bút viết lên bảng và sử dụng được điện thoại. Sức cơ hai chân cũng cải thiện 3/5. Bệnh nhân cũng có thể ngồi được trên xa lăng với sự trợ giúp của nhân viên y tế để phơi nắng mỗi sáng. Theo kế hoạch điều trị tiếp theo, bệnh nhân sẽ được ngưng kháng sinh khi đã đủ liều, tiếp tục dinh dưỡng đầy đủ, tập vận động phục hồi chức năng tích cực, phòng ngừa các nguy cơ nhiễm trùng mới. Ngoài ra, sẽ có đánh giá việc rút cannula mở khí quản sau khi đã bỏ được máy thở để bệnh nhân có thể giao tiếp trở lại bằng lời nói. Với sự tiến bộ hiện tại của bệnh nhân, có thể thời gian cần cho việc bỏ hoàn toàn được máy thở sẽ ngắn hơn như đã tiên lượng trước đó.